Cao, tôi xin chào tất cả quý khách hàng. Đối với những anh khách mình sở hữu con Honda Civic như thế này thì rất là dễ dàng để tìm được một cách độ làm sao cho xe của mình phong cách đẳng cấp hơn mà đúng theo sở thích của chủ nhân nữa. Hôm nay thì anh chủ xe của chiếc xe này đã đến Bica Auto và mình nâng cấp lên những cái hạng mục rất là cần thiết cho chiếc Honda Civic này. Thứ nhất là mình đã độ lại các phần đèn, bao gồm đèn gầm trước theo kiểu là Mustang và đèn gầm sau theo kiểu xương cá. Ở phía bên trong nội thất thì anh chủ xe đã quyết định mình nâng cấp lên một bộ da cho xe, da bò anh, và mình độ lại cái startup thì mình có thể điều khiển để đề nổ từ xa bằng cái remote như thế này đây. Và đối với cái phần đèn á thì như khách hàng mình sở hữu em xe này thì mình biết á, ban đầu của nó chỉ là cái phần nhựa đen ở phía trước thôi. Cái thiết kế của Honda Civic thật sự mà nói là cũng khá là thể thao, tuy nhiên thì nó hơi đơn điệu một chút. Vì vậy phương pháp là mình độ thêm một cái đèn gầm ở phía trước này sẽ tăng thêm cái sự thẩm mỹ thể thao hơn cho em xe này. Đèn Mustang này là đèn LED thì mình thứ nhất là theo nhà sản xuất công bố thì nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn cho xe, và nó cái khả năng chiếu sáng của nó thì cũng khá là ổn thôi, vì cái mục đích chính của em đèn này chính là mình trang trí, mình tạo điểm nhấn. Thì mình sẽ có ba cái màu đèn khác nhau. Thứ nhất, khi mình nổ máy thì đèn sẽ là màu trắng, khi mình bật xi nhan thì nó sẽ hơi vàng một chút, và khi mà mình đề mi thì nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và mình sẽ vào bên trong để test thử cho mình xem nhé. Để cụ thể hơn thì mình sẽ vào bên trong để khởi động máy cho khách hàng mình xem là màu đèn khi mà mình đã đổ nó sẽ như thế nào nhé. Đây, mình đã nổ máy xe. Đầu tiên mình sẽ dặn nó ở chế độ đèn đề mi. Đèn đề mi thì khách hàng mình sẽ nhìn thấy là một màu đèn khác ha. Mình sẽ vặn cái chế độ mà bật hết đèn lên cho mình xem đây ạ. Mình bật xi nhan thì như thế nào ạ? Là một màu khác nữa. Tiếp tục bật xi nhan. Ngoài ra thì các anh khách mình còn muốn tham khảo thì mình bật khẩn cấp như thế nào. Bật khẩn cấp thì đèn của mình nó sẽ chớp nháy liên tục như thế này ạ. Với cái chế độ đèn khi mình đổ á, ngoài cái khả năng là thẩm mỹ, chiếu sáng thì nó còn giúp tạo cái điểm nhấn hơn cho xe của mình. Và khi mình di chuyển lưu thông trên đường á, người đi đường kế bên mình cũng có thể là nhận biết là xe mình đang muốn chuyển hướng hay như thế nào đó, từ đó mình an toàn hơn trong cái quá trình, trong cái đoạn đường mà mình di chuyển. Để thêm phần đồng bộ cũng như là tạo ấn tượng cho em xe Civic này thì không thể nào mình thiếu cái cụm đèn sau được. Và cụm đèn sau anh khách đã quyết định mình là lên cái phần đèn gầm theo kiểu xương cá. Nếu như mà ở trước cái Mustang nó theo cái kiểu xéo, những cái đường xéo rất là đẹp mắt, thì cái xương cá này nó tạo cái điểm nhấn ở phía sau cho phần đuôi xe của mình á, trông nó hài hòa hơn ha. Nó tạo cái điểm nhấn nổi bật hơn cái phần đầu. Ngoài ra thì mình còn một cái phần đèn ở phía trên đây nữa. Và xe của mình đang để chế độ bật khẩn cấp thì khách hàng có thể nhìn thấy là đèn nó chớp tắt liên tục như thế này đây, giúp cảnh báo cho người đi đường, mình có thể biết là xe mình đang có cái nhu cầu chuyển hướng hay như thế nào đó. Mình sẽ ở lên phía trước để tắt khẩn cấp cho khách hàng mình xem thử nha. Và khi mình tắt khẩn cấp rồi thì khách hàng mình có thể thấy là đèn của mình cháy sáng rất là đẹp ạ. Với cái chế độ đèn này thì có thể hầu như là gọi đường rất là rõ cho mình. Tất nhiên là cái khả năng chiếu sáng của nó không có bằng cái đèn chính, tuy nhiên vẫn mang đến cái tầm nhìn rõ ràng cho người đối diện. Nâng cấp thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho tất cả khách hàng trên em xe Civic này chính là đề nổ từ xa, startup này. Startup thì được gắn rất là nhiều cho xe luôn, không chỉ là Honda Civic đâu ạ. Và cái này người ta hay gọi là công nghệ một chạm. Công nghệ một chạm là như thế nào? Bây giờ là máy xe của mình đang tắt, mình sẽ đạp thắng. Nếu như trước kia thì mình sẽ cần một cái chìa khóa để mở, bây giờ mình chỉ cần chạm nút nhẹ như thế này thôi. Đó, lập tức xe của mình sẽ khởi động như lên như thế này. Và bây giờ mình mở máy ra ha. Mình tắt máy thử đi. Đó, mình cũng chỉ cần một chạm thôi để có thể tắt máy. Và ngoài ra, ngoài cái nút bấm này á, thì mình sẽ đi kèm theo một cái remote như thế này, rất là nhỏ gọn, mình có thể dắt theo túi của mình. Chiếc remote này á, thì khách hàng mình sẽ bỏ vào túi và mình đi ra ngoài đi. Mình tắt máy, mình đi ra ngoài thì lập tức cửa xe của mình sẽ tự động khóa cửa lại và nó gập gương lại. Khi mình tiến lại gần thì xe của mình nó sẽ mở ra để cho mình có thể lên và mình khởi động máy. Mình sẽ test thử cho khách hàng mình xem nha. Hiện tại thì mình đã tắt máy xe rồi và như khách hàng có thể thấy là cái phần gương của mình đang mở ra.
mình sẽ bước xuống xe, đi ra xe cùng với cái remote mà mình đi chung với cái bộ startup. Để mình đi xem một đoạn, thử xem là xe của mình nó có tự động gập gương và khóa cửa không ha. Khách hàng mình sẽ có thể nhìn thấy được là đèn của mình nó sẽ báo hiệu bằng chức năng là nó sẽ nháy đèn lên. Vâng, mà mình đi tới đây là đèn nó đã nháy là rồi, gương đã gập và cửa cũng đã khóa lại. Bây giờ mình sẽ đi lại gần chiếc xe xem là với cái remote này thì xe nó sẽ bắt tín hiệu và nó có thể mở cửa hay không, mở khóa và mở gương hay không nha. Đây, đó, khi khách hàng có thể nhìn thấy ha, cái tín hiệu để mình có thể nhận biết là nó sẽ chớp đèn ở phía trước của mình một cái và gương sẽ mở ra. Mình mở cửa, đây, mở cửa rất là nhẹ nhàng và mình có thể bước vào bên trong để khởi động máy xe. Tiếp theo là chức năng đèn nổ từ xa. Khi khách hàng mình cầm cái remote đi ra xa như thế này thì mình có thể đứng đây để bấm cái nút này và khởi động máy xe. Thật ra thì nhiều khách hàng mình rất là quan tâm cái chức năng này bởi vì thời tiết ở Việt Nam mình khá là nắng nóng. Khi khách hàng mình đậu đổ xe ở ngoài một thời gian rồi á thì mình có thể tận dụng, mình đi trước một đoạn như thế này và mình khởi động máy để cho máy nó khởi động, điều hòa rồi khởi động thì mình chỉ cần bước lên xe là mình chạy nghe thôi, nó không còn cái thời gian để mình chờ đợi nắng nóng nữa. Mình sẽ test thử cho mình xem nha. Đây, cái remote theo xe rất là đẹp, rất là nhỏ gọn như thế này. Mình sẽ bấm khởi động và mình bấm giữ một khoảng thời gian. Khi thấy đèn xe như thế này á, là máy bắt đầu mình khởi động lên rồi ha. Và nhiều anh khách mình rất là thắc mắc tại sao mình nổ máy xe rồi mà cái phần gương của mình không có mở ra. Bởi vì mình giữ an toàn, khi mà mình cầm cái remote này đi lại gần của xe thì xe nó mới tự động mở lắp cửa ra, như thế thì nó cũng giữ an toàn để tránh cái phần gương mình bị va đập nếu mà có xe di chuyển á. Mình sẽ test thử cho mình xem nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái remote ra đây để xem là khi mà mình lại gần á thì cửa nó có mở ra hay không. Đây, mình sẽ đi lại gần ha. Đây, mình đi lại gần cửa gương phần hoàn toàn là nó không mở ra như cái hồi nãy mình test. Và mình mở cửa cũng không được luôn. Bởi vì sao ạ? Cái remote của mình còn nằm ở đằng kia lận. Bây giờ mình sẽ tiến lại để cầm cái remote theo. Thật ra nếu mà quay cắt á, thì đôi khi anh khách mình sẽ không xem được. Đây, khi mà mình lại gần á, thì mình sẽ mở cửa xe ra rất là dễ dàng. Bây giờ thì khách hàng mình chỉ cần lên xe mà mình nổ máy đi thôi ha. Chức năng này rất là tiện lợi, giống như là nãy giờ mình giới thiệu đến cho mình xem vậy đó. Ngoài những cái món phụ kiện công nghệ dành cho xe thì anh chủ này mình còn quyết định là bọc lại cái phần ghế da cho xe ô tô như thế này đây. Thay đổi nội thất ở bên trong rất là quan trọng bởi vì nó sẽ góp phần tạo nên thẩm mỹ nè, tạo nên cái sự sang trọng cũng như là giúp cho mình sử dụng nó bền bỉ hơn, lâu dài hơn. Và cái phần ghế này mình khi mà mình ngồi nó cũng êm ái hơn nữa à. Và chất liệu da này thì là chất liệu da bò thật Anh Quốc, mang đến cho mình cái thời gian sử dụng rất là lâu dài luôn ạ. Và màu sắc da anh chủ xe Civic chọn đó là màu đen trơn thôi, đơn giản để cho cái không gian nhỏ này á nó được thông thoáng hơn. Chứ khi mà mình phối họa tiết nhiều quá thì nó đôi khi nó lại gây rối mắt. Và để thêm phần nổi bật hơn á thì mình sẽ viền những cái đường chỉ màu đỏ như thế này đây, rất là đẹp mắt cũng như là tạo lên, nó sẽ lên cái phông dáng của cái ghế da của mình hơn. Tổng quan lại thì khi mà mình lên chất liệu da bò, nó sẽ cho mình tạo cảm giác cho mình êm ái hơn, mình sử dụng lâu dài hơn, cũng như là tăng cái tính sang trọng thẩm mỹ cho xe. Và bây giờ mình xin mời tất cả quý khách hàng mình hãy cùng Bica Auto tham khảo cái phần nội thất bên trong xe Civic này nha. Đây chính là những dịch vụ mà khách
hàng mình có thể tham khảo để độ cho em xe Honda Civic như thế này, và mình có thể hoàn toàn yên tâm đến với Bika Auto, bởi vì chúng tôi cũng sẽ dựa trên tình trạng xe, chi phí riêng cũng như là sở thích của khách hàng mà tư vấn cho mình những cái gói độ làm sao cho phù hợp và thể hiện được phong cách riêng của chiếc xe của mình. Đến đây thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các khách hàng trong những video clip giới thiệu những sản phẩm tại Bika Auto lần sau.